khỏe sư không tốt, có thể nghỉ sớm, chúng con tự giải quyết phần sau. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, sa thú lành thai. Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Minh Bạch Thanh Á. Cầu em Minh rằng đồng bằng hỷ lên kệ kinh. Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu, cảm ơn. Rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc nặng nhờ ánh sáng, trô ha lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lầm chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay, cầu phúc cứu kinh 365. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính lên thánh lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Ngày hôm nay như đã trình bày thì là lớp học thường xuyên của Đại Đức Pháp Tính về môn Vi Diệu Pháp, nhưng đã được thay đổi bằng lớp Kinh Pháp Cú. Và lớp Kinh Pháp Cú này được phụ trách bởi Thượng tọa Tề Quyền và bản thân của Tịnh Đạt. Hôm nay thì Thượng tọa Tề Quyền cũng rất là bận để dạy cái lớp giáo lý Phật học. Và bản thân Tịnh Đạt thì vừa bị cảm và khàn tiếng, tiếng nói bị thay đổi, nói nhiều không có được. Cho nên hôm nay ngày học, buổi học hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng tiếp tục để hoàn thành cái buổi học. Và sau đó nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ nghe lại thầy pháp của các vị pháp sư thuyết trước. Để ngày hôm sau thì cũng giống như trên tinh thần của Đại Đức Pháp Tính sinh hoạt rồi Đại Đức còn á. Mỗi một ngày lớp Kinh Pháp Cú chúng ta sẽ học một câu. Tuy rằng cái lớp đó có giảng sư hay là không có giảng sư thì cái câu đó cũng được xem như là thông qua. Cho nên các vị trong ban điều hành chúng ta cũng theo dõi để mà thông báo đến các cái vị giảng sư kế tiếp để các vị đó chuẩn bị cho cái bài giảng. Hôm nay chúng ta học cái bài câu kệ ngôn Pháp Cú số 365. Và cái bài học kế tiếp đó là
Câu Kệ Ngôn Phong Phú số 366 do Thượng Tọa Minh Mẫn và quý vị hoan hỷ nắm bắt các thông tin và thông báo cho các vị được rõ. Và hôm nay chúng ta sẽ học nhanh về cái câu pháp cú này, và sau đó chúng ta dành thời gian còn lại để chúng ta nghe những cái bài giảng liên quan hoặc là những cái bài giảng của những cái vị pháp sư khác. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm lễ đảnh lễ tâm bảo tâm tắc. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi sokkhato bhagavata dhammo dhammanamassami suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài học ngày hôm nay chúng ta học đến câu Kệ Ngôn Phật Cú số 365. Câu Kệ Ngôn Phật Cú số 365 có nội dung như sau. Salapang ma na ti man nye ya na nye sang pi ha yang cha re abbe sang bihayang piku sama thiên na thi gacchati. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tỳ người không sao chứng thiền định. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu cũng như là bài dịch Văn Xuôi: không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình, không nên theo đuổi sự tâm mong mỏi phần thọ lãnh của người khác, trong khi mong mỏi phần thọ lãnh của người những người khác. Vị tỳ kheo, vị tỳ khưu không đạt đến định, là bản dịch của ngài Dina Chân Đa Chánh Thân. Và tiếp theo chúng ta sẽ, các vị chúng ta thông cảm về cái âm thanh chút xíu, học về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú này. Câu đầu tiên đó là Salapang na ti man nhi á, không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Salapang được ghép với hai thành phần, đó là chữ sa và chữ la pha, căn động từ la pha là chữ chờ nhận được. Chữ sa đây là nói về của mình. Sa la phần phần nhận lãnh của mình. Na ti man nhi ya thì được kết hợp bởi một cái từ na và a ti man nhi ya có nghĩa là không nên, là nên khinh rẻ, và kết hợp với từ na là không. Sở dĩ mà chúng ta đọc thành có cái từ na tí minh nhây giá do cái luật sanh thí của Pali, khi mà hai chữ nguyên âm gặp nhau thì sẽ biến đổi, sẽ bị biến đổi thành từ na, na tí minh nhây giá. Cái từ biến đổi sanh thí này nó rất là nhiều trường hợp, khi mà đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy biến đổi rất là phức tạp. Và chính vì cái phức tạp này cho nên những người có tìm hiểu về Pali mới có thể hiểu được cái từ vựng này. Và bây giờ chúng ta có những cái từ điển phân tích sẵn, tách chữ sẵn thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết. Còn nếu mà chúng ta copy nguyên cái từ na tiếng Minh nhây giá, chúng ta tra vào trong từ điển giấy, chúng ta tra vào từ điển giấy thì chúng ta sẽ không có thấy cái nghĩa của nó, mà phải tách ra. Cái khả năng tách đó là cái trình độ về Pali. Cái câu thứ hai đó là nan nhi sang phía dân chợ rê, nan nhi dân chợ rê. Chữ nan nhi sang, chúng ta thấy có một cái điều đó là ít có gặp trong Pali, tại vì khi mà
khi mà một cái nguyên âm đi với một cái phụ âm kèm đó, giống như chữ thì nó sẽ ít có trường hợp nào mà giữ lại cái trường âm ở trên đầu. Thường là nguyên nguyên âm đơn, nguyên âm ngắn đó, nó sẽ đi vào một đi cùng với là một cái phụ âm. Ở đây trường hợp đó là chữ nanh nhây săn thì chắc chắn cái từ này là một cái từ ghép, một cái từ không phải là từ gốc. Ở đây từ ghép của từ ná và anh nhây săn, anh nhây săn, anh nhây săn xuất phát từ từ anh nhá là khác. Ở đây có mang hàm nghĩa đó là của người khác, của người khác, và kết hợp với từ ná, ná là không, ná anh nhây săn, ná anh nhê xăng. Khi ná cộng với anh nhá thì nó sẽ thành đổi thành nanh nhê xăng, là của những người khác. Bi hạ dân, bi hạ dân là sự mong mỏi, sự ganh tị, sự mong mỏi, sự ganh tị. Quý vị còn nghe được à? Dạ cảm ơn. Chà rê, chà rê. Nó là cái thác động từ bắt nguồn từ cái từ căn chara, charati. Charati là sự thực hành, sự thực hành. Chúng ta gặp cái từ này ở trong cái Phật Phật gọi ân đức Phật Vichcha Charana. Chữ Charana cũng cộng đồng cùng với xuất phát căn Bali với từ cho rê này, Vichcha Charana, minh hạnh, chữ hạnh đây là sự thực hành đó quý vị. Chúng ta đi vào câu thứ ba. Anh nhê sang phía dân phía khu, anh nhê sang phía dân phía khu, anh nhê sang là của những người khác. Phía dân là sự mong mỏi, là sự mong mỏi hay là sự ganh tị. Bhikkhu là vị tỳ kheo, vị tỳ kheo. Bhikkhu là vị tỳ kheo. Có câu cuối cùng đó là Samathin na thikacchanti. Samathin na thikacchanti. Samathin đây cái từ quen thuộc chúng ta hay gọi đó là Samathi, thiền Samathi đó, sự định, định tâm. Sự định tâm. Samathi, cái từ đây sẵn ở đây trong cái quyển của ngài của sư Đức Đại Đức Tiến sĩ Đức Hiền cũng có phân tích cái từ Samathi. Thỉnh thoảng chúng ta ít có để ý, sẵn đây phân tích luôn cái từ này, đó là nó có ba thành phần, đó là chữ săn cộng với tiếp ngữ a và căn động từ tha. Săn là có nghĩa là hoàn thành, tự mình. Ở trong cái từ Sambuddhe, từ Sambuddhe là tự mình giác ngộ, cũng là chữ sanh này. Sambuddhe là chân chánh, tự mình giác ngộ, hay là tự mình giác ngộ một cách trọn vẹn, hoàn toàn, viên mãn. Cái từ A, tiếp viên ngữ A đó là hướng về ngay xung quanh, và căn động từ tha là đặt xuống. Ba cái nhớ, ba cái loại từ này khi mà ghép lại thành từ Samathi là định tâm. Cái từ cuối cùng đó là Natthikacchati, 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 Atthikacchati, Atthikacchati. Chúng ta thấy một cái cụm từ rất là dài, nhưng mà khi chúng ta phân tích ra thì nó rất là gần gũi. Cái từ Atthikacchati, Atthi nó có nghĩa là sự ở bên trên, còn cái từ Gacchati nó xuất phát từ căn động từ Gamu, Gacchati là đi, Atthi Gacchati là đạt đến, đạt đến. Và kết hợp với một cái từ đó là Ná, nghĩa là không, Ná Atthi Gacchati. Lục sanh tí gặp nhau thì nó đổi trường âm, đổi âm thành trường âm. Như vậy chúng ta đã sơ lược qua về cái câu kệ ngôn 365 này.
Salapandati manyeya na nanse nanye sang behayang chare ape sang behayang piku samathing na thikachati. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh tỷ người không sao chứng thiền định. Hoặc là vật của mình lại khôi khinh, vật người có được lại sinh tỷ hiềm, tham sân ganh sao động chẳng yên, tỷ khu như vậy định thiền khó thay. Mô Bụt Thầy Giá. Mà chúng ta học nhanh về cái duyên sự của câu kệ ngôn này á, đó là cái duyên sự này. May mắn chúng ta sẽ được học cái bài học kế tiếp, bởi vì cái duyên sự này gồm có hai câu kệ ngôn liên tục với nhau, đó là 365 và 366. Cho nên cái bài học sau thì chúng ta sẽ nghe kỹ về cái duyên sự. Cái duyên sự này thì thật ra có một cái điều đó là, đợi để chút xíu. Cái duyên sự nó chạy đi đâu rồi? Cái duyên sự nó chạy đi đâu rồi? Này duyên sự đây. Đó là khi Đức Phật Ngài ngự tại Veluvana. Có một cái vị tỳ khưu, thật sự ra thì nói là vị tỳ khưu để cho phân biệt, đó là vị tỳ khưu ở hội chúng của Đức Phật và hội chúng của Ngài Devadatta. Thật ra để phân biệt như vậy thôi, chứ cũng là cái vị tỳ khưu trong giáo pháp. Và không phải là vị tỳ khưu ở hội chúng Đức Phật là vị tỳ khưu thật. Vị tỳ khưu của nhóm của Ngài Devadatta là tỳ khưu giả. Ở đây là nói lên hai cái vị tỳ khưu ở hai cái để phân biệt ở trong cái đoạn văn, bởi vì không có nêu tên. Cái vị tỳ khưu trong nhóm hội chúng của Đức Phật một lần nọ đi đến cái hội chúng của vị của Ngài Devadatta và gặp một cái vị sư bạn đó, thì hỏi về cái con đường đi khất thực và thấy cái dồi dào về lợi lộc đó, thì các vị này cũng xin ở tha túc và cái lời mời. Nhưng mà khi mà phát hiện câu chuyện xảy ra thì Đức Phật Ngài mới rầy, đó là đã biết cái nhóm của Ngài Devadatta không có đồng cái quan điểm về ý kiến về con đường thực hành đó, thì tại sao ngươi lại tiếp tục giao du thân cận, mặc dù cái việc mà giao du thân cận đó không có nhằm mục đích đó là trục lợi, nhưng mà thân cận với những cái người không có đồng cái tri kiến như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời tu. Thì cái duyên sự nó chỉ là vậy thôi. Khi đó Đức Phật Ngài đã nói lên hai cái câu kệ ngôn này nhằm cái mục đích đó là đánh thức cái vị tỳ khưu không có biết mình đang giao du với ai. Và tại sao Tịnh Đạt lại nói Ngài Devadatta, thưa quý vị, là do một phần là do văn học đời sau đã nói quá nhiều và quá nặng nề đối với cái hành vi của Ngài Devadatta, Ngài Devadatta. Nếu xét cho cùng đó là cái nghiệp duyên, và nó cũng dính dáng với lại cái câu kệ ngôn đấy, đó là cái ganh tị. Bởi vì trong từng thiền kiếp quá khứ xa xưa, từ cái thời mà Đức Phật còn là Bồ Tát mới phát nguyện trở thành một cái vị giác ngộ sau này đó, thì Ngài Devadatta đã cột quan trái với cái sự ganh tị. Bởi vì khi mà sanh ra trong cái kiếp nào, Ngài Devadatta cũng gặp Đức Phật là cái vị Bồ Tát, thì cái ngày cái vị đại Bồ Tát thì lúc nào cũng trội hơn mình. Và chính vì cái ganh tị của Ngài Devadatta đã hại Ngài,
khi mà ngài kiếp cuối cùng mà ngài cũng cũng có những cái ganh tị hiềm khích và đã tạo một cái nghiệp to lớn, ác nghiệp. Suy cho cùng đó là cái ác nghiệp thôi. Nhưng mà do cái mà những cái bài viết, những cái tư tưởng, những cái xuyên tạc thì nên mình thấy đó là ngài Devata khi nhắc đến tên thì mình có một cái không có cái thiện cảm. Nhưng mấy vị đừng có quên rằng Đức Phật ngài đã từng tuyên bố ngài sau này trở thành một vị độc giác. Các vị biết đó là trở thành một cái vị độc giác nó không hề đơn giản chút nào. Một cái vị giác ngộ học pháp, hiểu pháp và chứng được các pháp đó, giác ngộ đó, bỏ bớt các phiền não đó đã là khó rồi, và trở thành một cái vị độc giác Phật, tự mình chứng ngộ không thầy chỉ dạy, là một vị độc giác Phật thì nó không hề đơn giản chút nào. Phải nói là ba la mật rất là ghê gớm. Thì tại sao mà mình thấy trong kinh điển hay là cái bài viết, các bài viết mà nói ngài Devadatta luôn luôn lúc nào cũng hiềm khích với Đức Phật, tại sao lại có ba la mật cao như vậy? Thưa quý vị rằng không phải kiếp nào cũng gặp, có những kiếp nữa là không có gặp. Thì chính những cái kiếp mà không có gặp Đức Bồ Tát thì những cái kiếp đó là không có khởi lên hiềm khích ganh tị, và những cái kiếp đó là ngài tu rất là tốt, tu rất là hết mình, tạo ba la mật rất là hết mình, rất là tốt. Và chính vì vậy mà cái ba la mật của ngài rất là tròn đủ đầy đủ, nhưng mà do là cái nghiệp nó quá nặng, cột quan trái đó, mà cái cột quan trái đây nó cũng là ganh tị mà ra. Cho nên Tịnh Đạt cũng khi mà nhắc đến ngài đó, thì Tịnh Đạt dùng từ ngài, ngài Devadatta. Đến cái cuối cái giờ phút lâm chung đó, ngài đã thành tâm sám hối đó, tội lỗi đó Đức Phật. Phải nói là một mình, phải nói là rất là đáng thương. Đáng thương ở đây là mình không có cái gì hết để mà mình thương hại ngài, nhưng mà đáng thương ở đây là một cái người hiểu pháp, từng tu tập ba la mật cao, nhưng mà do cái lòng ganh tị, tật đố, hiềm khích mà tạo một cái nghiệp nó quá là nặng nề. Cái nói về cái ganh tị, cái sự mong mỏi á, thì nó không có dính tới cái duyên sự này nhiều. Và cái duyên sự này thì nó là hai cái vị tỳ kheo là bạn với nhau, nhưng mà do không có đồng chí kiến, tại vì ngài Xá Lợi Phất này có những cái lập luận, cái cách sống riêng. Và cái vị mà tỳ kheo hội chúng Đức Phật đến thì lại là không phải là đến để mà thân cận học cái tri kiến đó, mà đến vì cái lời vật, cái vật dụng, về cái dễ dàng trong cái khất thực. Thì mong mỏi có được những cái đồ tốt, nó cũng đâu đó phản có cái lòng ganh tị. Cái mà ganh tị nó là không có vừa lòng sơ tí với những gì mình có, mà ngó người khác có cái gì, có cái gì mình muốn có như vậy. Và một cái điều đó là cái lòng ganh tị và cái lòng quan hỷ, cái sự quan hỷ đó, nó là bình thường mình thấy nó khác, nhưng mà nó lại giống. Quý vị thấy khác là khác rất là rõ, nhưng mà giống nó cũng giống, trên là đường tơ tơ kẻ tóc. Nói một hồi nha, cái đường tơ kẻ tóc đó là cái gì? Sự quan hệ ganh tị nó đều lấy cái đối tượng bên ngoài, cái người ngoài làm đối tượng đó. Cũng lấy cái người ta có, người ta được cái gì, người ta mất cái gì, mình có, từ đó mình có cái lòng ganh tị hay là quan hệ, nó chỉ nằm dõng dạng ở chỗ đó thôi. Khi mà mình thấy được ở chỗ đó đó, thì mình thấy người tu thì mình khéo tác ý, mình quan hỷ, có người không tu thì không khéo tác ý, mình ganh tị, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi thì để kết thúc cái chia sẻ.
Bên đang thì cố gắng nói thì được, nhưng mà sợ các vị nghe thì nghe nó khó, hơi khó nghe, hơi khó nghe, cái âm thanh nó không có được tốt. Dạ. Có sáng có khò nước muối, uống thuốc cảm khò nước muối nhưng mà nó cũng chưa có bớt, nó khan quá, nói bây giờ nó giống như là hơi 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 gió thôi, nó có hơi gió thôi, nó có chép còn mình không có bass, mất bass hết thôi. Dạ, nó mất bass hết thôi, nó còn gió thôi, nó bass chút xíu là nó rung rung rồi nó ê ê liền, cho nên nó còn gió thôi, sợ thì nghe gió nghe không rõ cái từ. Thì nói thêm chút xíu này chúng ta nghĩ để cái ganh tị với lại cái quan hỷ á, nó giống nhau ở chỗ đó là lấy cái đối tượng bên ngoài, cái người mà có cái học pháp học Phật đó, chúng ta có cái khéo tác ý đó, thì chúng ta sẽ lập cái nền tảng đạo đức đó, trên cái sự chúng ta quan hệ trên cái nền tảng đạo đức. Tức là sau khi mà như quý vị quán có gì vị nào mà làm những cái công việc, tất cả các công việc đều có cái quan hệ và cái ganh tị hết. Cái điều này là hoàn toàn là sự thật. Từ ở trong chùa ra tới ngoài đường, ra tới ngoài chợ, vào trong trường học, vào trong giảng đường, bất cứ đâu cũng có hai cái pháp này hết, nó nghịch nhau. Chỉ có là khéo tác ý, khéo huấn luyện tâm mà thôi, nó mới một là quan hỷ, hai là ganh tị. Khi mà bán hàng ngoài đường đó, khi bán hàng những cái gian hàng ở trong chợ đó, thì có người bán được, có người bán không, điều đó chắc chắn rồi, cái phước duyên may mắn mỗi người. Nhưng mà cái người mà bán không được đó, nếu mà có học Phật đó, thì người ta sẽ biết tùy hỷ, còn không có học Phật người ta ganh tị. Và cái nền tảng mà đặt lên cái quan hỷ thì từ từ cũng có cái sự trao đổi giao lưu học hỏi lẫn nhau, tại sao người ta có cách gì người ta bán được mình lại không, thì lúc đó phát triển trong cái sự hòa đồng bình hòa bình. Còn cái ganh tị đó, mình là người thất bại, mình chưa có biết cách, và thấy người ta bán được, người ta làm được, mình ganh tị, mình ganh tị nó cũng phát triển, ganh tị nó cũng đưa phát triển như quý vị, ganh tị nó cũng 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 đưa đến thành công. Nhưng mà cái thành công nó đặt ở nền tảng ganh tị đó là sao? Đó là mình tìm mọi cách để mình hơn người ta. Cái mọi cách ở đây đó là tận dụng cơ hội cũng có, mà cái mọi cách ở đây đó là dùng thủ đoạn cũng có. Cho nên cái nền tảng thành công phát triển dựa trên cái nền tảng đó là ganh tị đó, thì nó cũng thành công, nhưng mà cái thành công nó sẽ là đưa đến cái bất hòa, đưa đến cái xã hội, cái mối giao hảo nó bất hảo, và đưa đến cái chiến tranh, đưa đến cái hiềm khích, đưa đến cái giận hờn. Còn mà cái thành công của cái quan hỷ đó, đó là thành công trong cái hòa bình, thành công trong cái tình thương, nó chỉ vậy thôi. Cái ganh tị và quan hỷ nó chỉ nó khác nhau thì nó khác nhau rất là nhiều, nhưng mà nó giống nhau, nó cũng giống nhau dữ lắm. Chỉ khéo là mình khéo tác ý thôi, nhà mình tác ý. Thì thôi, chắc thành đại xin phép được dừng cái buổi học chia sẻ ở đây. Cái thời gian còn lại thì chúng ta có thể nghỉ sớm, hoặc là chúng ta nghe những bài thuyết giảng trước. Dạ, tình đàn xin kết thúc cái bài chia sẻ ở đây. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta có được cái sự an lạc ở trong giáo pháp Đức Phật. Kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn của chúng ta. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, tình đàn xin xuống mic.
Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều. Sức khỏe sư không tốt, nhưng sư cũng cố gắng vào đạo tràng cho chúng con được học. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc sư sớm lành bệnh để thứ hai sư trở lại đạo tràng. Tại vì bác sư lúc nãy con nghe sư nói thì thứ hai nếu mà theo chương trình từ lúc mà đại đức pháp tính đó bà sư, thì thứ hai sư phải vào đạo tràng với thượng tọa Tuệ Quyền giảng câu pháp cú kinh số 366. Dạ, sư sẽ giảng từ vựng và sư Tuệ Quyền sẽ giảng duyên sự và ý nghĩa là theo cái chương trình lúc đại đức pháp tính còn sanh tiền. Dạ, con kính bạch với sư như vậy, và một lần nữa chúng con thành kính chúc sư. Dạ, đúng là ngày mai, ngày thứ hai. Dạ, thì dạ, chúng con kính chúc sư có được một sức khỏe tốt hơn để sư đến đạo tràng chúng con, để chúng con được học hỏi nhiều hơn từ sư với những lời dạy của Đức Thế Tôn. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của Ràng Đông tiếp tục tùy ý, tiếp tục để cho hết giờ. Dạ, năm